Dạ rồi, em Hiếu xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang trở lại đến với kênh Xe của em. Thì hôm nay quý anh chị, để em Hiếu vừa về một em Hyundai Palisade cao cấp màu đỏ. Và điều đặc biệt là bản 7 ghế cực hiếm trên thị trường quý anh chị. Lâu lâu mới về được một xe mà màu đỏ nữa quý anh chị. Bản 7 ghế thì sẽ liền lại nhau quý anh chị. Đây, full option nội thất giống như bản 6 ghế thôi. Nhưng mà đi 7 ghế thì sẽ chở được nhiều người hơn, cũng như là màu đỏ đặc trưng ở bên Hyundai em rất là đẹp đó, màu đỏ đô nha quý anh chị, như là đỏ mận vậy đó, nhìn cực kỳ thích luôn, chứ không phải là đỏ tươi đó, quý anh chị. Nhiều quý anh chị không thích đỏ tươi như bên kia, nhưng mà ở đây được về em màu đỏ đô nè quý anh chị. 7 ghế giá niêm yết của bản 7 chỗ đó, quý anh chị, sẽ thấp hơn nhiều so với bản 6 chỗ nha. Thì bản 7 chỗ đó, giá niêm yết sẽ là 1.559 triệu, còn trên mà phiên bản 6 ghế sẽ mức giá niêm yết là 1.589 triệu nha quý anh chị. Em Hiếu lấy xa cho quý anh chị xem. Đây đó, quý anh chị, cực kỳ đẹp luôn, bề thế rộng rãi, full size, máy dầu nữa, quy đi xa cho quý anh chị rất là đầm chắc, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu. Xe sẵn giao ngay tại Hyundai gia đình em nha. Và xe đang sẵn cho quý anh chị lên tham khảo nha. Màu đỏ cực kỳ đẹp và thích thú luôn. Xe về có gì lạ là em Hiếu quay cho quý chị xem liền. Thì đây là máy dầu 2.2 nha quý anh chị. Máy dầu 2.2. Đây là máy dầu của Santa Fe của bản 2019, nhưng mà được gắn lên Palisade, đã được tinh chỉnh lại và chạy rất là bốc và mượt nha quý chị, không có một lỗi nào gì cả. Quý anh chị đi rất là thích. Đó. Thì về phần đầu đèn nè. Về phần đầu đèn nè quý anh chị. Quý anh chị thấy không? Đèn sử dụng là đèn full LED 3 bi. Projector đó, siêu sáng cho quý anh chị luôn. Và lưới mặt ghê lăng nè quý anh chị, ở Việt Nam mình á là màu đen nè quý anh chị, trông cực kỳ ngầu đó, rất là ngầu. Mặt ghê lăng cỡ lớn full size, lưới tản nhiệt bên trong thì rất là lớn quý anh chị. Đây kích thước rất là lớn. Cam 360 thì không thể thiếu rồi. Đây là camera trước nè, chúng ta sẽ có camera nè, phát hiện xe nè. À, cái cảm biến này quý anh chị, cảm biến trước là có 4 mắt đó. Rồi, và chúng ta sẽ có Hyundai Smart Sense, và sẽ tất nhiên là sẽ không thiếu được camera hành trình thích ứng đây. Đó, giữ làn đường nè, chợt làn đường nè, phanh va chạm trước sau đầy đủ hết, một con xe mà full size trong tầm giá. Và hiện ở quý anh chị, quý anh chị mà mua trong thời điểm này đang được giảm 50% thuế trước bạ, cực kỳ là ưu đãi, giảm được quý anh chị, giảm được tiết kiệm lên đến 70 triệu nha quý anh chị. Nọ cái tiền thuế không là quý anh chị giảm được 70 triệu à, chưa tính là khuyến mãi từ đại lý nữa quý anh chị. Rồi, tiếp theo đây quý anh chị. Mầm á thì quý anh chị thông cảm. Xe vừa về chưa có rửa nên là hơi dơ, đi trời mưa hơi dơ nha quý anh chị, bị sình độ bắn lên nè. Mâm này là mâm 20 inch, bản cao cấp 20 inch, còn bản tiêu chuẩn á là chỉ có 18 inch thôi quý anh chị. Phanh đĩa trước sau cực kỳ lớn luôn, cầm phanh cực kỳ lớn luôn quý anh chị, phanh đĩa cực kỳ lớn luôn nha, phuộc là đa liên kết, đi cực kỳ êm ái và thoải mái luôn quý anh chị. Đi là bao mọi địa hình luôn, gầm cao, máy dầu rất là bốc, mô men xoắn rất là lớn, gầm nè quý anh chị hơn 200 mm. Đó, quý anh chị bao, quý anh chị đi mọi địa hình luôn. Rồi, vào nội thất đi. Em Hiếu giới thiệu phần người lái trước, cực kỳ hấp dẫn, rộng và bề thế luôn. Thì ghế sẽ được là nhớ vị trí ghế, hai vị trí ghế nha quý anh chị. Vậy đây sẽ được nhớ hai vị trí ghế. Rồi chúng ta sẽ có lò là Infinity, lò sẽ là lò Infinity, và các nút bấm sẽ mạ chrome khói quý anh chị. Đó, nhìn rất là sang. Kính, tất cả kính lên xuống một chạm, có gập gương nè, lóc cửa, chỉnh gương, gương chỉnh điện, có sấy gương này đầy đủ, và có khóa trem nha quý anh chị. Đó. Rồi còn về phần người ngồi, ghế của người ngồi lái á, đây quý anh chị, tiến lui, hạ lên hạ xuống nè, gập ghế nè, gập ngã nè, này là bơm lưng nè quý anh chị. Đó. Rồi lên xuống nè, có thể lên xuống được nè. Đó, tiến lui. Rồi con này chúng ta sẽ bỏ đỡ cái bắp đùi mình nha. Đó, rộng ra cho quý anh chị chạy đường xa đỡ mỏi. Rồi còn về tiếp theo nữa quý anh chị,
trên vô lăng thì là full công nghệ option rồi. Đây, đây quý anh chị, full công nghệ option. Bấm đuôi xe nè, giữ làn đường, giữ xe luôn đường, chệt làn đường đầy đủ nha quý anh chị. Cũng như là có ga tự động ở đây. Đẩy số vô lăng, đẩy số vô lăng. Màn hình đây quý anh chị cực kỳ to lớn luôn. Đó, rất là thích, bắt mắt. Đầy đủ cái tính năng công nghệ, quý anh chị thấy không? Rất là nhiều phím bấm. Thì quý anh chị xài thì cũng dễ sử dụng thôi quý anh chị, không có gì khó hết. Cái chế độ lái nè quý anh chị, như là trên Santa Fe bằng máy dầu á, chúng ta sẽ có 4 chế độ lái và 3 chế độ địa hình nha. Chế độ lái chúng ta sẽ Comfort, Eco, Sport, Smart. Rồi chế độ địa hình chúng ta sẽ có Now nè, là tuyết nè, đường sỏi đá và đường cát nha quý anh chị. Đó, làm mát ghế, sửa ghế đầy đủ. Rồi hỗ trợ đổ đều cam 360 cực kỳ nét luôn. Có thể xem 3D, dạng 3D của xe nè quý anh chị. Đó, cực kỳ nét và mượt luôn nè. Em hiểu lấy nét lại đó, thấy không? Có thể xem được hoặc là chúng ta xem trước sau bình thường hết. Đó. Nha quý anh chị. Đó. Xem bên hông. Rồi. Hai vùng độc lập. Chúng ta sẽ có điều hòa là hai vùng độc lập đầy đủ hết cho quý anh chị. Con xe mà full option công nghệ. Bệ tì tay rất là lớn, làm rất là đẹp quý anh chị. Lo là Infinity cực kỳ hay, cửa sổ trời là đầy đủ đây quý anh chị. Cửa sổ trời trước sau là đầy đủ. Rất là sang xịn mịn luôn. Đóng lại thì chỉ một chạm thôi. Rồi, đó là người ngồi lái, còn người ngồi sau nè quý anh chị. Người ngồi sau đây. Người ngồi sau đây quý anh chị, mà hàng ghế thứ ba. Đây. Chúng ta sẽ có thêm một cái ghế ở giữa nữa nên ngồi rất là thoải mái. Đây, em Hiếu vào ngồi thử này. Rất là rộng rãi thoải mái, chúng ta đi được thêm được một người nữa và ngồi ở ghế giữa nè quý anh chị, rất là thích ha. Đó. Nhiều quý chị không thích bảng 6 ghế vì nó tách đôi ra, đôi lúc thì cũng hơi khó chịu, em Hiếu cũng thấy hơi khó chịu, nhưng mà bảng mấy ghế này công nhận thì bảng mấy ghế thì thêm một ghế nhưng mà lại bớt tiền, quý chị tiết kiệm được 30 triệu rồi, thêm nữa 70 triệu từ giảm thuế nhà nước là quý chị tiết kiệm được 100 triệu rồi đó, cho bảng 7 ghế này chưa tính giá giảm từ đại lý nữa nha. Còn về phần đuôi nè quý anh chị, đuôi thì khỏi phải bàn, quá ngầu, quá đẹp luôn quý anh chị, cực kỳ là xuất sắc. Em Hiếu lấy nét lại, cực kỳ là xuất sắc, đẹp luôn. Palisade nổi khói, máy dầu 2.2, 2 cầu, 4 bánh toàn thời gian quý anh chị. Và đây, bộ ống xả đôi kép được bọc ốp mạ rôm rất là đẹp. Em lấy tổng thể lại đây cho quý anh chị xem. Xe rất là cơ bắp và lực lưỡng. Đèn tất cả đều là full LED hết nha quý anh chị, đều là full LED hết luôn, rất là xịn. Và cốp mở ra chính điện nha, một chạm đó. Quý chị thấy không, một chạm hết. Rồi ghế sau còn cực kỳ rộng cho quý anh chị luôn nè. Đó, mình đi full 7 người đó, mình đi full 7 người rồi để thêm đồ đạc đồ này nọ rất là thoải mái. Và học ở dưới nè quý chị có thể đem thể để thêm đồ nữa, quá đã luôn. Một con xe chưa tới 1.7 tỷ đó, nhưng mà đầy đủ full công nghệ option, full size luôn, rộng hơn cả Everest luôn nha quý anh chị, Fortuner luôn, vì xe này được định danh với phân khúc như là Toyota Land Cruiser nào quý anh chị, hoặc là Volkswagen Teramon, những mà con xe mà full size khủng long đó, thì đó đây được định danh, cùng phân khúc nha quý anh chị. Xe sẵn, quý anh chị lên xem xe em Hiếu hỗ trợ nha. Và cái bản 7 ghế này đại lý em Hiếu vẫn đang sẵn con màu đen nha quý anh chị, sẵn xe giao ngay cho quý anh chị luôn. Đó, hoặc là cao cấp 6 ghế mà màu trắng em Hiếu cũng sẵn đây. Đó, có xe gì em Hiếu quay cho quý anh chị xem. Ô, này 7 ghế quý anh chị ơi, 7 ghế gì, con này có khách cọc rồi. Này 7 ghế màu trắng.
Còn quý anh chị cần màu trắng thì cứ liên hệ em Hiếu, cũng hỗ trợ đặt được nha. Mà em Hiếu thấy trên bảng tồn kho thì xe này đã có khách cọc rồi, nhưng mà quý anh chị nào thích màu trắng thì liên hệ em Hiếu, vẫn là cọc chờ và giao ngay được cho quý anh chị. Vì xe ráp ráp á, cứ cọc rồi em Hiếu kéo từ nhà máy trực tiếp về giao cho quý anh chị thôi. Còn xe nhập thì phải đợi về một lô, nó rất là lâu đó. Còn về xe ráp ráp thì cứ kéo nhà máy rồi, hoặc là đổi đại lý cho quý anh chị, linh hoạt linh động, có xe giao cho quý anh chị đi ngay nha. Giá lăn bánh là chưa tới 1.7 tỷ, chỉ tầm khoảng 1.6 tỷ ít ít thôi quý anh chị, ít cực nhỏ cho quý anh chị luôn, bao gồm mà thuế 50% trước bạ nè, phí biển số nè, bảo hiểm thân vỏ nè quý anh chị, đầy đủ hết cho quý anh chị. Quý anh chị chỉ cần là đi bấm thôi, đi bấm số thôi, cực kỳ thích và đã luôn. Xe sẵn giao ngay cho quý anh chị, 7 ghế màu trắng, cho 7 ghế màu trắng có xe cho quý chị xem nè, 7 ghế màu đen có xe cho quý chị xem, và 7 ghế màu đỏ có xe cho quý chị xem nha. Xe sẵn tại showroom, giá cực kỳ tốt đối với dòng lắp ráp như là Palisade nè quý anh chị, Custine nè, Accent nè, i10 nè, Tucson nè, đó quý anh chị, đầy đủ hết cho quý anh chị luôn. Rồi quý anh chị có cần tham khảo thêm các dòng xe khác thì liên hệ em Hiếu nha. Em Hiếu sẽ báo giá trực tiếp qua Zalo, hoặc là cứ alo trực tiếp cho em Hiếu theo hotline là 0931149304, hoặc đến trực tiếp đại lý Hyundai gia đình số 94-96 Phạm Bình Thổ, phường 2, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh để xem xe. Hoặc là quý anh chị qua chi nhánh 1S của em Hiếu là 168 Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, vẫn có xe hỗ trợ cho quý anh chị xem nha. Đó là đại lý thứ hai của bên chi nhánh của em Hiếu. Dạ rồi, em Hiếu chân thành cảm ơn mọi người đã xem nha. Nếu thấy hay cho em Hiếu một nút like, một nút đăng ký kênh và comment phía bên dưới những điều quý anh chị thắc mắc về xe, em Hiếu sẽ giải đáp, tư vấn hết nha. Và ngoài ra, khi quý anh chị mà alo em Hiếu qua Zalo, điện thoại cho em Hiếu từ kênh YouTube, em Hiếu sẽ ưu tiên hỗ trợ quý anh chị giá tốt nhất tại khu vực Sài Gòn hoặc là các tỉnh khác nha. Đó, em Hiếu bán lúc nào thì cũng muốn hiểu tâm lý khách hàng, mà muốn được nhiều đồ chơi nhất, giảm nhiều tiền mặt nhất, tặng nhiều phụ kiện nhất. Đó, nên là em Hiếu hiểu điều đó, nên quý chị yên tâm, em Hiếu sẽ hỗ trợ nhiệt tình và hết mình, và luôn trong trạng thái vui vẻ phục vụ quý chị hết nha. Rồi 24/7 lúc nào cứ nhắn là em Hiếu trả lời liền. Ok, cảm ơn mọi người nha, bye bye mọi người, hẹn mọi người clip sau.